Mùa Covid không đi chợ và có thể thuê sẵn cho bữa cơm ngon. Những đặt hàng qua online vân vân. Lựa chọn thịt cẩn thận, chính xác. Đóng gói đúng quy cách. Cẩn thận rửa tay sát khuẩn trước khi giao hàng. Đưa hàng lên xe và đi thôi nào. Nhận hàng nhanh chóng. Lòng phát, ship chủng hàng, giao chủng giờ. Mùa dịch Covid, bạn cứ ở nhà. Cơm thịt heo sạch, Lòng phát lo.